Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xe điện VinFast phải đẩy, chuyên gia Đức cười lăn. Sau lưng tôi đây, đây chính là hãng xe Mercedes nổi tiếng của Đức, nơi mà chỉ cách đây có 15 phút thì tôi đã vào phỏng vấn các chuyên gia bán xe, đặc biệt là loại xe điện mới sản xuất và đưa ra thị trường của công ty Mercedes. Tại đây tôi cũng trưng bày hình ảnh chiếc xe VinFast E34 mới bán tại Việt Nam mà người tiêu dùng đã buộc phải đẩy nó khi lưu hành trên đường, đã khiến các chuyên gia bán xe hơi ở đây cười lăn và họ truyền tay nhau bức ảnh quá ngộ nghĩnh từ Việt Nam, nơi không hề có nền móng của công nghiệp cơ khí chính xác, phần mềm cũng như các công nghiệp phụ trợ cơ bản của ngành sản xuất xe hơi. Được biết vào năm 2019, công ty VinFast bắt đầu bán những chiếc xe xăng đầu tiên. Đó chính là những chiếc xe được sản xuất theo dây chuyền công nghệ cũ của hãng GM, cụ thể là thương hiệu xe Opel Corsa. Và những dòng xe Opel đó tại Đức cũng như châu Âu không thể tiêu thụ được vì chúng tốn nhiên liệu cũng như công nghệ khá lạc hậu. Sau đó, dòng xe này đã phải loại bỏ, không tiếp tục bán trong các cửa hàng của Đức. Và dường như vớ được một người khách từ Việt Nam, đó là công ty VinFast, nên công ty GM đã bán dây chuyền công nghệ cũ này về Việt Nam để những người ở đây họ tự lắp ráp và sản xuất lấy chiếc xe của mình với hình thức và một chiếc vỏ khác mà thôi. Sau 2 năm dường như không thể cạnh tranh nổi với các loại xe khác, bây giờ công ty VinFast đã phải tuyên bố chấm dứt dòng sản xuất xe xăng lạc hậu này. Điều đó cũng là hiển nhiên vì họ không có nền móng để có thể phát triển tiếp tục dòng xe này, mặc dù ở Đức và các nước trên thế giới vẫn tiếp tục sản xuất xe chạy xăng hoặc chạy dầu và tiêu thụ trên thị trường nước Đức cũng như quốc tế. Vì điều cơ bản là chiếc xe VinFast pha đi với nền móng là Opel Corsa chỉ có Euro 4, mà tại các nước châu Âu thì Euro 4 đã bị cấm từ cách đây rất nhiều năm, không được tiếp tục sản xuất và bán ra những chiếc xe mới này. Liền sau đó, VinFast lại tiếp tục công bố sản xuất xe điện và đưa ra chào bán loại xe VinFast E34 với hình dáng và mẫu mã hết sức kỳ quái. Và quãng đường chiếc xe E34 này chạy không được bao xa. Tuy nhiên, mặc dù với chỉ số lượng rất hạn chế được bán ra, nhưng chiếc xe E34 đã gặp phải lỗi kỹ thuật rất lớn. Đó là đang đi thì đột ngột nó dừng lại, và những người chót mua chiếc xe này đã phải cùng nhau đẩy để nó có thể tiếp tục lăn bánh đến một chỗ gần nhất mà sửa chữa. Những hình ảnh đó đã được tôi đưa vào trong công ty này, và các chuyên gia bán xe điện tại hãng Mercedes nói rằng có thể nó đã hết điện hoặc bị mất điện, và cũng rất nguy hiểm nếu trường hợp bị như vậy thì trợ lực tay lái của chiếc xe điện đó sẽ không còn hoạt động. Và với những người không chắc tay, đặc biệt là phụ nữ, khi đang đi trên đường cua mất điện thì có thể đâm vào bờ tường gây tai nạn thảm khốc. Vì những chiếc xe điện thường được thiết kế với khung sườn rất mỏng mảnh để giảm trọng lượng, có như vậy thì pin accu mới có thể đưa xe được đi xa hơn. Điều đó cũng giải thích vì sao ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho rằng đã đi quảng cáo cho xe VinFast. Phải chăng ông đã thấy tương lai của dòng xe điện này rất tăm tối? Được biết, để đầu tư sản xuất những chiếc xe điện như vậy thì không phải như xe xăng là có thể mua dây chuyền công nghệ cũ về dập vỏ lắp ráp để bán như những chiếc xe pha đi, mà đây là một công nghiệp nền móng cần phải làm từ khung gầm sườn cũng như các phần mềm điều khiển hết sức tinh vi và an toàn thì chiếc xe điện đó mới có thể hoạt động được ở một mức chấp nhận đưa ra thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, sản xuất xe điện còn cần phải một lượng vốn rất lớn và phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp khác như các nhà máy sản xuất pin, phần mềm, cơ khí, vân vân. Mà tất cả những thứ đó thì VinFast không hề sở hữu những thành phần quan trọng. Và cuối cùng thì sang Mỹ, sang Đức và các nước châu Âu, VinFast chỉ có thể chào quảng cáo và bán xe với những mô hình và ô tô trên giấy. Vì khi đưa xe ra sản xuất và tiêu thụ tại thị trường quốc tế thì người mua sẽ đánh giá hết sức khách quan chiếc xe đó sau khi chạy thử, chứ họ không tin vào những lời quảng cáo sáo rỗng mà ngay cả VinFast vẫn hay đưa lòng yêu nước sản phẩm của Việt Nam nhằm bao biện và tìm cách bán những chiếc xe này. Và tệ hơn nữa, ngay cả chủ xe mua chiếc xe E34 bị trục trặc kỹ thuật phải đẩy tại Việt Nam, ông ta đã cho sơn chiếc cờ đỏ sao vàng lên nóc xe, nhưng cuối cùng nó cũng không cứu được tai tiếng của chiếc xe này. Và gần đây nhất là việc ra mắt giới thiệu bán xe tại Đức
đã thất bại thảm hại. Nhiều người Việt Nam ở đây đã đặt cọc 150 euro, là tương đương khoảng 4 triệu đồng Việt Nam, nhưng họ dường như đang phải tiếp tục đợi chờ trong vô vọng. Nó giống như câu hỏi mà Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra cho toàn dân: đến hết thế kỷ này, không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin hôm nay: xe điện VinFast phải đẩy, chuyên gia Đức cười lăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.